Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Mình vừa được một người bạn trong server chia sẻ cho mình một cái đoạn video về hoạt động tâm ma. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video này đến với các bạn. Thì đối với bản thân của mình, thì sau khi mà được chia sẻ những video như thế này, sau khi xem những video về hoạt động tâm ma của những đội khác á, thì mình rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân của mình, giúp mình tốt hơn trong những cái trận tâm ma tiếp theo. Thì với video này, đây là một trận tâm ma mình cảm thấy là rất là kịch tính và team của bạn DN Phương Dung đánh rất là chắc. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn phân tích những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của team đội bạn trong cái trận tâm ma này. Như vậy, vừa rồi có một bé năm độc từ khu 9 chạy xuống và bị mất rất là nhiều máu. Và nếu như mà theo cá nhân của mình sẽ dẫn team lên khu 9 để mình ăn hôi. Nhưng mà team của bạn DN Phương Dung đã chọn phương án là di chuyển sang khu 22 để up cái đội bên khu 22 các bạn. Thì với việc up bất ngờ như thế này thì team của đội khu 22 rất là hoảng loạn, và team của đội bạn đã có một thành viên chết và hai thành viên khác thì đang chạy sang những map lân cận để tìm con đường thoát thân. Rồi, như vậy là mình thấy tiêu dao cũng đã chết luôn rồi các bạn. Đây, bây giờ team của bạn đang farm và đang hồi máu tại khu số 22. Thì không biết là cái bước tiếp theo thì team của đội bạn sẽ di chuyển sang đâu, tiếp tục trở về khu 8 hay là di chuyển sang những khu lân cận để mở rộng cái phạm vi của mình. Rồi, mình thấy là team của đội bạn đã hồi đầy đủ máu và skill cũng đã hồi xong rồi các bạn. Mình thấy là team của bạn tiếp tục farm quái ở đây. Chắc có lẽ là xong được quái này nữa thì team của đội bạn sẽ di chuyển. Hay là team của đội bạn đang đợi farm quái và chờ cái khu ảo tưởng nó xuất hiện rồi mới di chuyển tiếp. Thì mình sẽ xem là bạn sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào. Rồi, mình thấy là team của bạn đã di chuyển lên khu số 23 rồi. Trên này mình thấy đang có một thiên sơn và một minh giáo các bạn. Đây, minh giáo đã chết và thiên sơn cũng đã ra đi. Một cái up rất là bất ngờ luôn các bạn. Như vậy là team của bạn chọn phương án là mình sẽ up bất ngờ, không cần phải dò map trước gì cả, với việc lợi thế là thành viên của mình nghe được mid và di chuyển rất là đều, không có người di chuyển trước và không có người di chuyển sau. Bên này đang có một Ngami và Thiên Vương từ khu chính sang. Rồi, mình thấy Ngami đã chạy về rồi, Thiên Vương cũng đã lên nội tại các bạn, trong khi Minh Giáo đã rượt theo. Ngami đã ăn một cái quỷ thiên nhiệt địa và mất rất là nhiều máu. Ngami đã chết rồi các bạn. Rồi, mình thấy Thiên Vương cũng đã ra đi. Như vậy là rất nhanh chóng team của bạn DN Phương Dung đánh rất là chắc trong hai cái tình huống này. Team lúc nào cũng full máu, không có thành viên nào bị tuột máu rất nhiều các bạn. Và bây giờ thì ảo tượng đã ra, thì mình thấy team của bạn đang quyết định ở đây để ăn con tinh anh này. Ở phía trên vừa có một năm độc xuống và năm độc ăn quần thể kim cang các bạn ơi. Năm độc đã chạy về rồi, không biết là team của bạn có lên phía trên để up cái team của bạn năm độc hay không, hay là vẫn quyết định ở đây farm. Rồi, như vậy là bạn DN Phương Dung đã di chuyển sang khu số 23 để mở rương. Rất là xui cho bạn trong cái lần mở rương vừa rồi, đã bị mít rồi các bạn. Thêm một lần xui nữa các bạn ơi, khi mở xong cái rương đã bị nổ. Và bây giờ bạn đã quay trở lại khu số 9. Mình thấy là team của bạn này chọn cái phương án là kéo cái con tinh anh về gần cái khu số 23 để đánh cái con tinh anh này các bạn. Có nghĩa là lỡ mà có bị những cái khu khác mà úp sang thì team của bạn Phương Dung có thể di chuyển sang khu số 23 để tránh nạn. Một cái phương án cũng rất là hay. Nếu như bình thường thì mình sẽ gom con tinh anh này về phía quái, mình vừa đánh được tinh anh mình vừa đánh được quái, đó là cách đánh của mình. Còn team của bạn chọn phương án rất là an toàn, rất là chắc chắn. Mình thấy có một cái bang và một mình giáo đang qua các bạn. Đây, mình thấy là có một cái lượng tài nguyên được hiện lên, như vậy có nghĩa là mình giáo đã ra đi và cái bang đã chạy thoát được rồi. Như vậy là trận tâm ma của chúng ta ở vòng 1 này chỉ còn khoảng 1 phút 15 giây là kết thúc, và số đội hiện tại đang còn là 13 đội các bạn. Phải nói là các team úp nhau trong vòng đầu tiên này rất nhiều, rất quyết liệt. Và mình thấy bạn Tàng Kiếm đã trở về lại khu 9 và mất rất là nhiều máu. Như vậy ở khu số 23 vừa có giao tranh
bên này, và team của tụi bạn đang di chuyển cả team sang khu số 23 luôn. Rồi khu này đã trống rồi các bạn ơi. Như vậy đang có một cái rương. Đã có một minh giáo lao lên và rất may cho minh giáo là đã chạy thoát khỏi cái chiêu quý thiên nhiệt địa vừa rồi. Mình thấy là đội bạn đang rượt theo rất là xích sao. Vẫn không có mạng nào được kết thúc các bạn. Như vậy là trận tâm ma chỉ còn khoảng 20 giây là kết thúc. Và bây giờ team của bạn DN Phương Dung đang farm những lực quái cuối cùng để kiếm thêm tài nguyên. Và sẽ di chuyển về khu thương nhân của mình để mua thêm tài nguyên. Rồi như vậy là vòng đầu tiên cũng đã kết thúc rồi các bạn. Team của bạn DN Phương Dung vẫn giữ vững được quân số của mình, đó là 3 ạc với 2 ạc đam và 1 ạc hỗ trợ, rất là lợi thế luôn so với những đội bạn. Và mình thấy là bây giờ team của bạn đang di chuyển để mua tài nguyên cũng như là kiểm tra xem còn những phái nào trong cái bản đồ tầm ma này. Rồi bây giờ mình thấy là team của đội bạn đã di chuyển về khu số 22. Chắc chắn đội bạn sẽ chọn khu số 22 để tiếp tục cho vòng số 2 các bạn. Vẫn ở những khu rìa, không có vội vã mà vào những cái khu bên trong, những cái khu rất là thuận lợi trong cái việc úp cũng như là chạy thoát nhưng mà rất là nguy hiểm các bạn. Và bây giờ thì bạn DN Phương Dung đang dò thám những cái vùng lân cận, mình thấy là có hai vùng. Khu số 23 và khu số 21 đã bị đóng rồi các bạn. Như vậy cái con đường rút lui chỉ còn có khu số 8. Nếu mà chúng ta đứng ở đây thì cái tỷ lệ bị nguy hiểm cũng rất là cao. Nếu như mà bị một cái team mạnh nào đó từ khu 8 úp vào thì rất là bối rối cũng như là rất khó chạy thoát các bạn. Này, chỉ có một con đường duy nhất sang khu số 8 thôi. Và team của bạn quyết định farm quái ở đây trong cái vòng đầu tiên này. Rồi như vậy đội bạn đã quyết định di chuyển sang khu số 8 rồi các bạn. Hiện tại khu số 8 đang rất là trống. Và mình thấy khu phía dưới là khu số 7 đang có thương nhân. Chắc chắn đội của bạn đang rất muốn di chuyển xuống khu phía thương nhân rồi. Đúng rồi các bạn, đội của bạn Phương Dung đã di chuyển xuống dưới thương nhân. Dưới này đang có một đào hoa ỷ thiên và một tàn kiếm. Và như vậy tàn kiếm đã bị kết thúc, trong khi đó đào hoa đã cao chạy xa bay rồi các bạn. Team của bạn DN Phương Dung đã mua được rất là nhiều tài nguyên trong cái pha này. Bây giờ thì team của bạn đã di chuyển về lại khu số 8 và đã di chuyển luôn về khu số 22 rồi các bạn. Chọn phương pháp an toàn, đó là tránh những cái vùng chiến tranh. Đã chọn về cái phía xa, những cái khu mà có thể bị up rất cao. Bây giờ team của bạn đang trang bị những cái món vật phẩm vừa mua được. Đây, một chiến thuật rất là an toàn và rất là chắc chắn. Mình thấy các bạn đánh rất là chắc chắn các bạn, không có để một sơ hở hay là không có chọn những cái vùng mạo hiểm. Cứ từ từ mà đánh, cứ từ từ mà đánh. Thì sau khi farm quái và trang bị tài nguyên cho mình thì team của bạn lại tiếp tục di chuyển lại về khu số 8 rồi các bạn ơi. Đã di chuyển tiếp tục ra bên ngoài rồi. Không biết là bước tiếp theo team của đội bạn sẽ di chuyển sang 9 hay là sang số 7 hay là sang khu số 1 đây. Đây mình thấy có một cái bang đang từ khu số 9 chạy xuống. Và cái bang đã chạy về khu số 23. Team của bạn quyết định rượt theo cái bang rồi các bạn. Đây bên này cái bang đang mở rương. Và rất buồn cho cái bang là cái bang không thể mở rương được rồi. Đấy, và team của bạn DN Phương Dung đã chiếm được cái rương này. Đấy các bạn thấy không, team của bạn đánh rất là chắc. Thành viên lúc nào cũng ở chung với nhau, không có ai chạy lẻ để rượt những người khác hay là đi dò map các bạn. Nói chung là tất cả cùng di chuyển sang, không có ai đi trước, không có ai đi sau cả. Lại tiếp tục quay về khu số 8 rồi. Có vẻ như là team của bạn đang farm hai khu này
cũng như là mở rương hai khu để chờ cái khu ảo tưởng của trong cái vòng số 2 này xuất hiện. Đây mình thấy có một minh giáo đã chạy xuống khu số 7 rồi. Và team của bạn quyết định vẫn không đuổi theo các bạn, vẫn tiếp tục ở đây farm. Chắc chắn là team của bạn đang chọn phương pháp đánh chậm mà chắc và đang chờ thương nhân. Mình nói nhầm, đang chờ cái khu ảo tưởng tại vòng số 2 này. Như vậy là ảo tưởng đã xuất hiện rồi, mình thấy trên số 9 có ảo tưởng rồi các bạn. Team của bạn di chuyển lên số 9 rồi, trên này đang có một cái bang đang mở khu ảo tưởng và cái bang đã chạy sang khu số 2 để lánh nạn. Như vậy là team của bạn đây là Phương Dung đã chiếm được cái khu ảo tưởng này. Bây giờ chúng ta chỉ cần thủ cái cổng bên khu số 2 và khu số 8 thì mình vừa di chuyển lên cho nên nó rất là an toàn. Ảo tưởng của khu số 4 cũng đã vừa được mở rồi các bạn. Mình thấy bạn DN Phương Dung này cường hóa hình như là chưa hợp lý, tại vì cái cường hóa của những cái trang sức của bạn đang còn ở 50, trong khi đó ở cái áo và cái vũ khí của bạn đã lên 70 rồi. Thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình sẽ cường hóa các món đều lên, là ví dụ như 40, 50 thì các món phải lên đều hết các bạn, để nó kích hoạt được những cái thuộc tính bộ cường hóa thì nó sẽ mình nghĩ nó sẽ ổn định hơn là khi bạn cường hóa riêng biệt như vậy. Nó sẽ không kích hoạt được những cái thuộc tính của những cái bộ cường hóa như vậy thì nó sẽ mất đi rất là nhiều những cái thuộc tính ẩn bên trong. Đây, team của bạn chắc sẽ di chuyển lên khu số 25. Trên này đang trống. Và bạn ấy đã di chuyển sang khu số 10 luôn rồi các bạn. Bên này đang có một đào hoa và một cái bang. Như vậy đào hoa đã bị khống chế rồi, đào hoa đã chết và cái bang có chạy được hay không, cái bang đã chết luôn các bạn và đã chiếm luôn một cái rương. Mình thấy là team của bạn đánh khá chắc chắn, rất chắc. Các bạn cứ mỗi lần các bạn up là đều có những mạng của đối phương ra đi, và thành viên của mình thì lúc nào cũng được Ngami hỗ trợ đầy cây máu. Phải nói ra Ngami là một phái rất quan trọng trong những cái trận tâm ma như thế này. Như vậy vòng số 2 của trận tâm ma chỉ còn 1 phút là kết thúc rồi các bạn. Số đội hiện tại đang còn là 6 đội. Đây bên này đang có một cung lôn đang mở rương. Cung lôn đã bị khống chế rồi. Rất nhanh chóng cung lôn đã bị kết thúc luôn rồi các bạn. Khi mà Minh Giáo đang có hai combo đó là tấn công và bạo kích thì một đòn đánh của Minh Giáo rất là đau. Đây đội của bạn đây là Phương Dung đã ở đây khu số 3 để farm quái và có di chuyển tiếp hay không. Hiện tại map tâm ma chỉ còn 5 đội và team của bạn đang còn đầy đủ thành viên của mình. Rất là mạnh các bạn, rất là chắc. Rồi tiếp tục di chuyển rồi các bạn ơi, xuống khu số 4. Chỗ này đang rất là trống luôn. Có di chuyển luôn xuống khu số 3 hay không? Rồi lại một cái bạo kích. Đây mình thấy có một phái gì vừa chạy qua, mình thấy có 5 độc. Đã có 5 độc chạy qua, 5 độc đã rút về rồi các bạn. Trong khi đó phiên vương đã lao lên. Thiên vương đã lên nội tại rồi, có đuổi theo hay không, có đuổi theo hay không. Rồi như vậy là trận tâm ma vòng số 2 cũng đã kết thúc. Team của bạn đã lên được tới quân hàm Ý Thiên. Và những thành viên của mình vẫn còn rất là đầy đủ. Để mình xem những đội còn lại là còn những môn phái gì. Mình thấy đang có một cung lôn và một tiêu dao. Bên này mình thấy có một cái bang các bạn, một cái bang và một phải gì áo trắng đây. Nga Mi hay là Thiên Sơn nhỉ? Hình như là Thiên Sơn thì phải, hình như là Nga Mi các bạn ơi, hình như là Nga Mi. Phải nào áo màu xanh mình thấy nó là lạ nhỉ? Như vậy là ở vòng số 3 này team của bạn DN Phương Dung đã chọn khu số 9 để làm khu bắt đầu cho cái vòng số 3 này. Không biết là team của bạn sẽ up quét map trong cái vòng số 3 hay là vẫn đánh theo cái kiểu là chắc chắn từ từ để mình xem team của bạn sẽ đánh như thế nào nha. Mình thấy khu số 8 đang có một cung lôn và một tiêu dao.
Rồi mình nghĩ là các bạn sẽ úp xuống khu số 8 rồi các bạn ơi. Chắc chắn luôn sau khi năm ma vòng số 3 này mở. Rồi đã xuống khu số 8 và khu này. Rồi Côn Lôn đã chạy về khu số 7 luôn rồi. Đây khu số 7 đang có Côn Lôn và Tiêu Dao. Nga Mi đã chạy qua trước rồi, rất nguy hiểm cho Nga Mi. Không, như vậy là Côn Lôn và Tiêu Dao đã tiếp tục di chuyển sang khu số 6 rồi. À, trong khi đó thì team của bạn DN Phương Dung đang mua những cái tài nguyên cho mình. Còn thiếu hai tài nguyên nữa là bạn Phương Dung đã mua được một cái tăng bí kíp, nhưng mà không có thành viên nào hỗ trợ cho bạn ấy, có lẽ như bạn ấy không có lên mid để cầu cứu đồng đội của mình. Bây giờ thì team của bạn sẽ di chuyển sang khu nào? Tiếp tục di chuyển sang khu số 6 rồi các bạn. Khu số 6 bên này có ai hay không? Hiện tại khu số 6 đang trống, rất trống. À, có một năm độc từ khu số 5 chạy qua. Năm độc đã bị tàn kiếm kết thúc rồi. Khá đen cho bạn năm độc nha, đã chạy trúng ngay ổ kiến lửa luôn. Hiện tại số đội đang còn là năm đội. Ok, bên này đang có một Tiêu Dao các bạn ơi, một Tiêu Dao đã bị mid chiêu rồi. Tiêu Dao đã chạy thoát với cái pha úp vừa rồi. À vâng, Tiêu Dao đã bị bắt trở lại rồi các bạn. Có chạy được hay không? Có kết thúc được hay không? Và Tiêu Dao đã chạy sang khu số 1 rất nhanh. À, rất nhanh, Tiêu Dao đã cao chạy xa bay. Thật sự thì Tiêu Dao với cái chiêu bay ít trong này rất là lợi hại. Sau khi mà máu tuột về 30% thì tăng né tránh lên rất là nhiều, do đó cái việc kết thúc Tiêu Dao nó trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Nếu như chúng ta không đủ một combo để giết Tiêu Dao trong một đòn đánh thì phải nói là một mối nguy hiểm rất lớn. Và việc để Tiêu Dao mà chạy thoát như thế này thì Tiêu Dao mình nghĩ là Tiêu Dao đang đi một mình. Nếu như mà Tiêu Dao lên được chiến thì rất là khó cho đội của bạn DN Phương Dung. Rồi, team của các bạn đang có xu hướng muốn lên khu số 9 rồi các bạn. Khu số 9 hiện tại đang rất là trống. Và chỉ còn khoảng 30 giây nữa là khu ấn tượng sẽ xuất hiện. Thì không biết trận tâm ma này có kết thúc sớm hay không. Tại bên này Tiêu Dao đang farm các bạn. Tiêu Dao đã bị dính một đòn và mất rất là nhiều máu. Tiếp tục bỏ chạy, Tiêu Dao đã chạy thoát khỏi team của bạn DN Phương Dung. Chạy quá nhanh luôn các bạn ơi. Và hiện tại số đội đang còn là 4 đội. Như vậy trận tâm ma mình nghĩ cũng sẽ kết thúc sớm trong vòng số 3 này, nếu như mà team của bạn DN Phương Dung chọn cái phương pháp là quyết quyết tâm úp các bạn. Rồi, khu ảo tưởng đã xuất hiện rồi. Mình thấy ảo tưởng đã xuất hiện bên khu số 2. Bên này Minh Giáo đang chạy qua. Minh Giáo đã lên chiếc tôn rồi các bạn. Quá nguy hiểm. Mình thấy trong tận trận tâm ma này có những hạt giống mang mầm mống nguy hiểm rất là cao, đó là Tiêu Dao và Minh Giáo. Và Minh Giáo đã lên tới quân hàm Chí Tôn rồi, thì với khả năng hồi máu và những cái khả năng đam rất là cao thì Minh Giáo có thể là một mối họa trong cái trận tâm ma này rất là lớn đối với team của bạn DN Phương Dung. Và mình thấy Tàn Kiếm đã đuổi theo Minh Giáo cũng là một quyết định rất là nguy hiểm, tại vì Tàn Kiếm có khả năng bị Minh Giáo lật kèo rất là cao. Không biết hiện tại là Thằng Kiếm đã quay trở lại rồi các bạn. Rất may là Thằng Kiếm đã quay trở lại với cái lượng máu vẫn còn đầy đủ. Và team của bạn đã di chuyển xuống khu số 1. Bên này Minh Giáo đang ở khu số 1 các bạn ơi. Minh Giáo hình như có vẻ như là muốn ăn boss để lấy thêm cái hồi sinh. Nhưng mà Minh Giáo đã chạy trong cái pha vừa rồi. Và team của bạn DN Phương Dung vẫn tiếp tục chiếm những cái khu ảo tưởng khác để kiếm thêm tài nguyên cho team của mình. Hiện tại số đội vẫn còn là 4 đội. Như vậy mình thấy có một Tiêu Dao là một đội, Minh Giáo là một đội, như vậy còn một phái nữa các bạn, còn một đội khác nữa mình chưa biết đội đó là đội gì. Đây Minh Giáo đã chạy qua để úp rồi, Tàn Kiếm đã bị khống chế rồi các bạn. Vâng, Tàn Kiếm đã phải ra đi sau khi ăn cái chiêu Quỷ Thiên Diệt Địa vừa rồi. Như vậy team của bạn DN Phương Dung chỉ còn có hai thành viên. Trong khi đó thì Minh Giáo đã vừa kiếm được một lượng tài nguyên lớn để tăng sức mạnh cho mình. Trận tâm ma đã trở nên càng lúc càng khó khăn rồi các bạn. Mình thấy còn một cái bang. Như vậy cái bang Chí Tôn là một hạt đi lẻ các bạn, một hạt đi riêng.
Phải nói là đây là những giây phút rất là căng thẳng, tại vì mình thấy là còn đến hai hạt giống tâm ma, đó là Minh Giáo và Tiêu Giao, trong khi đội của bạn DN Phương Dung đã bị mất đi một thành viên của mình, đã mất đi Tàng Kiếm rồi. Đây, Tiêu Giao đang ở khu số 3. Đấy, Tiêu Giao đã quyết định xuống để ngựa để lóc Nga Mi lên rồi các bạn. Thằng Tiêu Giao đã bị mất khá nhiều máu trong cái pha vừa rồi. Sau khi chịu một combo của Minh Giáo thì Tiêu Giao gần như đã trắng máu. Như vậy là vòng số 3 của chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây. Và hiện tại số đội đang còn là 4 đội, trong đó có một Minh Giáo, một Tiêu Giao và một cái bang. Toàn là những phái đi lẻ không các bạn, những phái có khả năng sống sót, sinh tồn và khả năng lật kèo rất là cao trong cái trận tâm ma. Thì phải nói là rất kịch tính trong cái trận tâm ma này. Đây, Minh Giáo đang ở khu số 5. Minh Giáo đã chạy rồi các bạn. Bạn DN Phương Dung đang đuổi theo. Không kịp rồi, như vậy là trận tâm ma đã khép lại vòng số 3. Với số đội hiện tại đang còn là 4 đội. Như vậy chúng ta phải chờ đến vòng cuối thì mới có thể phân biệt được thắng thua trong cái trận tâm ma này. Không biết ở vòng cuối sẽ diễn ra như thế nào. Rất là hồi hộp các bạn. Lúc nãy mình thấy có một Minh Giáo và mình đang rất là thắc mắc, không biết cái bạn Minh Giáo kia đã có lên được cái quân hàm Võ Thánh hay chưa. Nếu như mà bạn ấy đã lên được quân hàm Võ Thánh thì sẽ rất là nhọc nhằn cho team của bạn DN Phương Dung tại cái vòng cuối. Hay các bạn biết là Minh Giáo là phải có khả năng đam rất cao cũng như là khả năng solo rất tốt trong cái hoạt động tâm ma này. Thì bây giờ để mình xem khi mà bạn DN Phương Dung về khu số 1 thì xem các bạn Minh Giáo kia sẽ như thế nào. Đây mình đã thấy là Tiêu Dao vẫn còn ở cái quân hàm đó là Chí Tôn các bạn. Hiện tại thì team của bạn DN Phương Dung sẽ có ưu thế hơn, đó là có hai thành viên và có sự hỗ trợ của Nga Mi để hồi máu. Và mình đã thấy là Minh Giáo vẫn còn là quân hàm Chí Tôn các bạn ơi. Rất là hên cho team của bạn DN Phương Dung. Đây, Minh Giáo Chí Tôn đang đứng ở góc 2 giờ. Rồi mình đã thấy cái bang đứng ở góc 8 giờ rồi các bạn. Bây giờ thì các đội đang sử dụng chiến thuật gọi là dè chừng nhau, có nghĩa là núp chờ thời cơ để hành động thôi các bạn. Bây giờ chỉ cần một phái nào đó mà bị mất khoảng 50% máu là chắc chắn những team còn lại sẽ ùa theo để cố gắng kết thúc cái đó để đi kiếm tài nguyên cho mình. Này bây giờ ai mà nóng lòng mà ra chiêu trước thì cái tỷ lệ thất bại sẽ rất là cao. Đây các bạn thấy Tiêu Dao đã vừa né được một đòn Quý Thiên Diệt Địa của Minh Giáo. Vẫn còn 4 đội các bạn. Như vậy là chiến đội như chiến đội của chúng ta đã né nhau rất là nhiều. Như vậy là Minh Giáo đã bị úp lên rồi. Trong cái tình huống vừa rồi thì Nga Mi đã xử lý rất hay, có nghĩa là Nga Mi đã lui về phía sau để không bị khống chế và hỗ trợ hồi máu cho bạn Minh Giáo. Nga Mi trong pha vừa rồi xử lý rất tốt luôn các bạn. Lại hụt chiêu. Vẫn còn 4 đồ luôn các bạn. Như vậy là Minh Giáo và cái bang bên kia đã án binh bất động rồi, họ vẫn đứng im. Chỉ có Tiêu Dao chúng ta là di chuyển để chờ thời cơ thôi. Mình thấy là Tiêu Dao đã đang bị team của bạn DN Phương Dung đang úp rất nhiều. Đấy, Minh Giáo lại tiếp tục bị úp nữa các bạn. Thì sau một hồi giằng co thì mình thấy Tiêu Dao vẫn còn khá đầy máu. Đây mình thấy cái bang đã tuột máu rồi và Tiêu Dao cũng đã tuột máu rất nhiều các bạn. Đấy, có kết thúc được Tiêu Dao hay không? Bây giờ Tiêu Dao đang bị truy đuổi rất là nhiều. Rồi và mình thấy là Tiêu Dao đã bị bạn DN Phương Dung kết thúc. Và hiện tại vẫn còn cái bang vẫn còn sống các bạn. Trong khi Minh Giáo bên kia mình thấy vẫn còn đầy cây máu. Đây cái bang đã bị khống chế rồi, đã bị dồn vào góc rồi các bạn. Rồi mình thấy là cái bang đã bị chiêu Quý Thiên Diệt Địa của bạn Minh Giáo bên kia kết thúc. Và mình thấy là Minh Giáo bên kia đã lên tới quân hàm Võ Thánh rồi các bạn ơi. Rất kịch liệt trong cái trận tâm ma này.
Nếu như mà bạn DN Phương Dung mà bị kết thúc thì Nga Mi rất khó lòng có thể kết thúc được cái bạn Minh Giáo bên kia. Bây giờ thì bạn DN Phương Dung đang chờ hồi máu từ Nga Mi. Vâng, đã hồi máu được rồi các bạn. Như vậy là Minh Giáo bên kia đã lao vào, đã bị khống chế. Rất hay là bạn DN Phương Dung đã kết thúc luôn được cái bạn Minh Giáo bên kia. Đây, mình thấy trận tầm ma này các bạn đánh phối hợp với nhau rất là tốt. Các bạn di chuyển rất là đều và nó là cực kỳ hay cái trận tầm ma này. Ok, trận tâm ma của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.